Chào anh em, giới thiệu anh em một cây chặt ngựa hàng siêu rớt. Cái này là cho anh em cho cây đổi nha. Bỏ này mọi người. Đặng thứ 1, đặng lắm này. Đây là mặt phía trước này. Đặng với nó phải cho cái thớ này coi. Đó. Cái này nữa mình đo thông số nha, cho được ngược lên giữa đứng nha mấy anh. Mặt sóng này đều hết rồi nha mấy anh em. Sóng này rất là nhiều, cái này đeo rửa. Quan ngay eo là 75. Quan cái bờ là 75 nha, nó mình đo quanh thân rồi nha. Thân ở đây nha. Hoàn thân là 60. Thân 60 luôn. Chiều keo của cái coi là 75 nha mấy anh em. Này thớ đó này. Đổ nha mấy anh em. Chú lấy cái hàng đó cần đổ này, chốt đổ này. Chốt này, chốt này. Bị chốt này. Rồi, xin chào anh em nha, giới thiệu với anh em một cây chặt ngựa hàng khủng nha mấy anh em. Thân lắc luôn, thân lắc nha, nhìn thân sáng lên. Thân giống luôn. Đây. Có lũa, lũa ngộ luôn nha mấy anh em. Lũa ngộ đưa thẳng luôn. Đây là mặt phía sau nha. Đó. Cây này thớ nó nằm cái này đu vô nè. Nằm nghiêng. Cái máy cây lửa chiều xuống nè. Nu rồi, đây là quả cái nu rồi đường thân rất là lắc lượng nha mấy anh em, thứ này nha mấy anh em, cái này này một cái nhánh này, còn trống cũng là cái đế luôn, mà nó trong cái cây, rồi mình chỉ đo thông số cho anh em nha, dù tới cái lũa này một mét rưỡi nha mấy anh em, tới cái lũa đỉnh luôn là một mét rưỡi á. Này tới cái phần sóng không là 65. Mình thân không đo máy rửa nha. Mình thân là 60. Mình thân 60. Thì kêu tới cái mặt sóng này là 65, cái lỗ luôn là mét rưỡi. Lớn cũng như máy nha. Xin chào anh em nha, giới thiệu của anh em một cốt chặt ngựa hàng này là hàng lớn rồi nha anh em, không khủng lắm nhưng cũng chiếc là hàng lớn. Đây, một cốt nha, một cốt đặt lên hai mặt hai chốt là hai chốt sóng hết. Lên nu nè, đường thân này mới nha, đường thân dắt lên nè, đó lên nè, đường thân cái đường mạch sóng của nó là nó dắt giỏng rồi. Cũng nha mấy anh em. Một vết nặng nha mấy anh em. Giờ mình đo thông số cho anh em. Cái này thì chỉ đo quanh ngay này thôi nha. Quanh này là 57 nha. Cột 57. Chiều keo 75. Cái quanh bởi này ta quanh thân 57, cốt 7, chiều keo 75. Một vết nặng nha mấy anh em.